Xin chào Tái Ngộ đến với quý khán thính giả của Asia Channel. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trên đài truyền hình SBTN cùng với sự có mặt của nhạc sĩ Trúc Hồ để nói về câu chuyện thương tâm đang xảy ra trong nước. Đó là nhạc sĩ Võ Minh Trí cùng với bút hiệu là Việt Khang đã bị bắt sau khi anh sáng tác và hát hai ca khúc của mình, đó là bài Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc nói chuyện hôm nay cùng với nhạc sĩ Trúc Hồ. Anh cũng đã từng ở dưới chế độ cộng sản từ năm 1975 đến 1981, thời kỳ đen tối nhất của lịch sử cận đại của người Việt, của mọi miền chứ không phải là một miền Nam không. Cho nên mà anh thì anh bị gọi là cái này nó dằn nhặt anh bao nhiêu năm rồi. Từ ngày anh đi vượt biên tới giờ anh qua đây anh làm việc, anh cố gắng anh học, tại mình qua đây mình đâu có tiếng Anh, mình không có biết tiếng Anh, mình câm mình điếc. Mình cố gắng mình học rồi mình qua được cái nói tiếng Anh là mình đã hên rồi ha. Rồi ráng đi học để nuôi sống tự bản thân mình đã là hên rồi. Rồi mình cố gắng mình có một cái việc làm theo ý mình thích, làm nhạc là mình cũng đã may mắn rồi ha. Và mình có tiền gửi về gia đình mình để giúp đỡ gia đình mình còn may mắn nữa. Rồi tới một cái giai đoạn nào nữa thì mình ngồi mình nghĩ lại, chết cha rồi, mình có những thằng bạn còn bên đó và mình không có, mình gửi tiền cho nó thôi chứ mình không có làm gì cho nó được. Lâu lâu nó cần cái gì mình gửi giúp nó, không đủ. Cho nên khi mà cái câu mà Việt Khang viết mà tôi không thể ngồi yên á, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng á, cái câu đó anh cần lắm. Cái câu đó phải có người nói, và người đó đó là Việt Khang. Phải đánh thức những người như chúng anh, những người như anh à, ngủ quên, quên đi những thằng bạn của mình, quên đi những người Việt Nam của mình đang bị đối xử bất công, không có được quyền làm người. Cái quyền rất là căn bản của một con người mà không có nữa, mà mình quên. Mình cứ nhảy vô cái cuộc sống nó cuốn hút mình á, mình hết làm việc này tới làm việc nọ rồi mình quên. Cho khi tới mà ngày mà năm rồi anh đi Thái Lan với lại Miên, anh thăm mấy trẻ mồ côi á, rồi anh có mấy bạn 30 năm sau không gặp lại, nó kể chuyện Việt Nam nghe. Anh trằn trọc mấy đêm anh ngủ không được, rồi anh về nhà anh cũng không ngủ được. Anh thấy anh có lỗi với những người ở lại nhiều quá. Anh thấy anh có lỗi với những thằng bạn của anh. Anh đã quên tụi nó nhiều quá. Ha? Mình sống cho mình nhiều quá. Ha? Mấy thằng bạn mình sao? Đời con nó sẽ ra sao? Ai biết được sao nếu mà mình không làm gì hết. Nếu mà mình cứ bị cuốn hút vào đời sống hàng ngày, ai biết Việt Nam mình sẽ đi về đâu? Ai biết được con cháu của những thằng bạn mình bỏ nó lại sẽ đi về đâu? Việt Khang nói với mình đó. Việt Khang làm cho những người như mình tỉnh ngủ lại. Anh thì anh may mắn anh tỉnh sớm một chút, là tại vì anh gặp mấy thằng bạn anh 30 năm. Anh có dịp anh tâm sự với nó, anh có dịp thấy những đứa trẻ mồ côi 12, 13 tuổi bỏ nước Việt Nam đi. Bỏ nước Việt Nam đi qua bên Miên á, đi qua Miên á. Việt Nam mà phải qua Miên, em thấy ngục ngục không? Việt Nam đi qua Miên để làm cái gì? 12, 13 tuổi đi lượm rác để mà kiếm tiền nuôi gửi về cho ông nhà bà già ở miền Tây. Ngục vô cùng, đau lắm. Những hình ảnh đó đau lắm. Rồi anh gặp mấy thằng bạn anh 30 năm lặp lại, nó kể chuyện Việt Nam. Đau lắm. Mình ngồi mình nghĩ lại, mấy chục năm nay mình sống cho ai vậy? Không được. Đã đến lúc mình phải làm cái gì rồi. Và từ lúc đó anh đã về, anh đi cầu nguyện với Đức Mẹ, và anh đã được Đức Mẹ ban ơn là muốn anh làm cái gì. Anh hiểu là anh sẽ làm cái gì trong những ngày còn lại của anh. Đó là cái, đó là cái may mắn của anh. May mắn là anh đã gặp được những người bạn thân của anh 30 năm về trước. Từ những thằng học thời tiểu học trường Thánh Linh cho tới những thằng học trung học trường Bến Trúc Ký, đời sống tụi nó nghiệt ngã lắm. Ha. Anh may mắn mấy chục năm nay anh cảm thấy anh nợ tụi nó nhiều lắm.
đã tới giờ là phải trả nợ. Cho nên anh biết anh sẽ làm gì, và Việt Khang là một người anh coi như thằng em, mặc dù chưa bao giờ gặp. Anh muốn tranh đấu cho nó càng sớm ra tù chừng nào sớm từng nấy, để nó giúp anh làm việc những gì mà anh muốn làm. Để nói cùng với anh thích cái lối biết ngạc của nó. Nó không có kêu gọi bạo động hay là lật đổ chế độ, thay đổi chế độ gì hết. Nó chỉ kêu quyền yêu nước và quyền căn bản làm người thôi. Thật sự anh muốn, anh muốn nó ra khỏi tù để anh có cơ hội anh cùng với nó làm những chuyện mà anh nghĩ đó là bổn phận anh phải làm. Cảm ơn anh Hồ. Anh Hồ làm anh em xúc động theo. Như anh đã nói lên tâm sự không phải là của một người mà của rất nhiều người. Thì bây giờ với những người mà cũng đã tỉnh ngủ, em xin dùng lời của anh, ở ngoài kia khi xem chương trình, cũng như là những người mà mới vừa biết đến cái tin này, nhạc sĩ Việt Khang đã bị bắt sau hai ca khúc Yêu Nước, thì phải làm như thế nào thưa anh? Việc đầu tiên nếu người ta muốn giúp thì phải làm như thế nào? Anh chỉ thấy, theo anh nghĩ, muốn Việt Nam mà được con người Việt Nam được đối xử một cách công bằng theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, đó là được quyền làm người á. Những cái tự do căn bản á, thì những người Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới phải đóng vai trò là một người mang sự thật những gì xảy ra trong nước cho tất cả người Việt Nam, từ nông thôn cho tới thành thị, từ những miền hẻo lánh cho tới một thành phố nhỏ nào đó ở bên Đan Mạch. Người Việt chúng ta phải cần biết sự thật. Thì bởi vì, và từ sự sạc nó sẽ dắt đến cái gì? Từ sự sạc nó sẽ dắt đến tự do, nó dắt đến tình yêu, nó dắt đến từ bi, nhân ái. Sự thật, only the truth set you free. Chỉ có sự thật mới mang chúng ta thông cảm nhau, ba miền thông cảm nhau, bỏ hết đi quá khứ để mà nhìn là Việt Nam chúng ta bây giờ đang có hiểm họa, đại họa mất nước từ những ông Trung Cộng, ha, West China, những người Cộng sản Trung Quốc, những người sư phụ của Cộng sản Việt Nam, những người đã là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đại họa nó lớn lắm, nhìn vậy chứ nó lớn lắm. Nếu mà chúng ta làm ngơ thì như Việt Khang đã viết, cội nguồn ở đâu khi không còn thế giới này, không còn Việt Nam. Cái chuyện đó sẽ xảy ra nếu mà chúng ta cứ ngủ quên, sẽ xảy ra. Chứ không phải là anh biết không có lý do đâu. Anh là người trong nước mà. Anh sống với cái chế độ bao nhiêu năm rồi, gần cả nửa đời người rồi, bây giờ anh mới nghĩ ra được cái chuyện đó trong cái bài mà Việt Nam tôi đâu. Cái lời của Việt Khang đã viết như vậy. Anh là một người đã từng sống chế độ Cộng sản, và anh là một người đã được hưởng ăn sủng của tự do nhờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ miền Nam. Để mà anh có được biết thế nào là tự do, để anh có được cái tư cách là người tị nạn ở xứ Hoa Kỳ này. Và chính nhờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa mình đó, nên chúng ta mới biết tự do là cái gì, và chúng ta mới có một nền văn hóa nhân bản tự do, và tới anh em ca sĩ bây giờ cũng vẫn còn ca, cũng vẫn còn hát. Cái nợ nó lớn lắm, cái nợ của những người mà nằm xuống nó lớn lắm. Mình phải trả họ nữa, chứ không phải người sống đâu, người chết mình cũng vẫn còn nợ, sướng máu họ xuống vì tự do, vì chính nghĩa, vì nhân bản, vì quyền làm người. Họ đã bỏ Cộng sản, họ chạy vô Nam để bao nhiêu người hy sinh để mà giữ được cái chiến tuyến tự do, để mà sau này người Việt Nam chúng ta biết thế nào là tự do. Và khi mà chúng ta mất Việt Nam, chúng ta chạy qua đây cũng có tư cách là tị nạn, chúng ta còn hưởng thêm cái tự do nữa. Chúng ta nợ nhiều người lắm, những người biệt biên, những người mà sống gọi là như chúng ta, nợ nhiều lắm, chúng ta chưa trả. Cho nên anh nghĩ là bây giờ đã đến lúc chúng ta đừng ngủ quên nữa. Chúng ta phải không thể ngồi yên được nữa. Việt Khang nói rất đúng. Khi mà anh cha tới, tôi không thể ngồi yên. Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, anh bùi ngùi lắm.
anh nghĩ là rất nhiều người ngủ quên. Anh phải có bổn phận đánh thức họ dậy, nhắc nhở cho họ, nhắc hoài, anh nhắc từ đây cho tới khi nào mà người Việt Nam mình được tự do, được quyền làm người, không, mình không đòi hỏi gì hết trơn á. Nếu mà trong cái chương trình này mà có bỏ lên YouTube và những người Việt Nam á, ở khắp miền á mà coi á, phải nhớ những gì Việt Khang viết, và ngay cả những anh người lính của nước Việt Nam, bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người lính gọi là quân đội nhân dân á. Người lính đối với họ là một cái nghề mà họ rất ư là kính mến. Người lính là người dám hy sinh mạng sống cho người mình không biết luôn, bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Cái người lính đó là một cái thiên chức rất lớn. Những người lính của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quân đội nhân dân, là phải có bổn phận bảo vệ giang sơn đất nước của ông bà tổ tiên mình để lại, chứ không phải bảo vệ đảng, không phải bảo vệ một số người để mà những số người đó họ có quyền lực, họ đè ép người đó, họ dằn vặt người này, họ dằn vặt người khác và đồng lõa với tội ác. Các anh là những người lính, những người mà họ rất kính phục, những người lính miền Nam, những người lính miền Bắc cùng là người lính hết. Người lính cái thiên chức là cái gì? Là hy sinh mạng sống cho người mà mình không biết luôn, hy sinh để bảo vệ, bảo vệ cái gì? Bảo vệ quê hương, bảo vệ giang sơn của ông bà mình để lại. Họ kêu gọi những các anh quân đội nhân dân phải bảo vệ giang sơn của mình, phải cho người Việt Nam mình ít nhất ta khổ quá lâu rồi, gần cả một thế kỷ rồi, hãy về với dân. Để mà làm chi? Để mà người dân được thở được cái không khí, được hưởng được quyền làm người. Cái đó nó rất ư là bình thường trong một cái thế giới internet bây giờ mà người Việt Nam mình không có được. Các anh đành lòng sao khi mà đứng về phía của những người đội ác, đảng Cộng sản độc tài, chỉ biết lợi riêng của mình, chỉ biết gọi là ai sống ai chết kệ ai, miễn họ có quyền và họ có tiền là được. Đã đủ rồi các anh ơi, hãy về với người dân. Họ chỉ kêu gọi các cái người lính thôi, còn công an thì thật sự họ không dám kêu gọi, tại bởi vì họ biết công an là những người họ phải bảo vệ cái miếng ăn của họ, họ phải bảo vệ cái chính quyền của họ. Nhưng mà các anh, nếu mà các anh biết á, công an là cảnh sát là người làm cho bảo vệ cho dân chúng, anh cũng phải có một cái thiên chức của một người công an là người cảnh sát, là phải bảo vệ dân chúng, chứ không phải là đi theo đảng để mà dùng cái quyền lực công an của mình có để mà ăn hiếp dân lành. Cái đó nó không có đúng. Trúc Hồ cũng kêu gọi các anh luôn, các anh cũng phải về lại với dân, về lại cái con người của các anh. Tiền bạc các anh, danh vọng các anh có bây giờ, xe cộ con cái, nhà cửa có thể mua ở bên Hoa Kỳ, hoặc tiền ở đâu có, các anh có nhiều hơn tất cả mọi người. Các anh giàu gấp mấy ngàn lần của Trúc Hồ này. Nhưng mà cái giàu đó nó không có nghĩa gì hết đó. Cái tình yêu của con người đối với con người á, anh nhìn cái người dân, hôm nào anh có đi du lịch, có Siem Reap anh chơi, anh sẽ nhìn mấy đứa trẻ mà nó đi vòng vòng ở ngoài đường, nó lụm rác từ sáng tới tối, nó đi kiếm được một vài đồng một ngày đó. Rồi các anh một bữa nào các anh có quá nhiều tiền rồi, các anh không còn sức khỏe nữa, các anh sợ lo cái tiền nó đi về đâu á, lúc đó các anh sẽ không trở lại kịp. Họ chỉ tâm sự như vậy thôi, chứ anh cũng không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn anh, và chương trình Asia Channel sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị.